Tôi xin kính chào tất cả quý thính giả. Hôm nay tôi xin đọc về đề án dẫn quyền Việt Nam. Bảo lưu điều ước quốc tế. Trong lịch sử, các điều khoản bảo lưu đầu tiên được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra vào năm 1957. Đối với các công ước Geneva năm 1949, từ đó đến nay, Việt Nam đã bảo lưu các điều khoản được quy định trong nhiều điều ước quốc tế như Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng năm 1948, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979, Công ước chống tra tấn và các đối xử hoặc trừng phạt dã man, vô nhân đạo hay làm hạ thấp nhân phẩm năm 1984. Công ước viên về luật điều ước quốc tế năm 1969 định nghĩa về bảo lưu như sau. Thuật ngữ bảo lưu dùng để chỉ một tuyên bố đơn phương, bất kể cách viết hoặc tên gọi như thế nào của một quốc gia đưa ra khi ký kết, phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập một điều ước, nhằm qua đó loại bỏ hoặc sửa đổi hiệu lực pháp lý của một số quy định của điều ước trong việc áp dụng chúng đối với quốc gia đó. Không phải mọi tuyên bố liên quan đến điều ước đều được xem là bảo lưu. Để được xem là một bảo lưu thì phải có ba đặc điểm sau đây. Là tuyên bố đơn phương của một quốc gia có mục đích nhằm loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực pháp lý, được áp dụng đối với một hoặc một số điều khoản nhất định. Các trường hợp không được bảo lưu. Điều ước đó ngăn cấm việc bảo lưu, ví dụ Công ước về luật biển năm 1982, cấm các quốc gia bảo lưu, điều 309. Quy định này đặt các quốc gia vào hai lựa chọn, tham gia và tuân thủ đầy đủ các quy định của điều ước hoặc không tham gia vào điều ước. Điều ước chỉ cho phép bảo lưu những điều khoản cụ thể, ví dụ Công ước về quy chế người tị nạn năm 1951, điều 42. Nội dung bảo lưu trái với đối tượng và mục đích của điều ước, ví dụ trong quá trình ký kết Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979. Nếu một quốc gia bảo lưu quy định thừa nhận sự bình đẳng của phụ nữ với nam giới trước pháp luật, thì nội dung bảo lưu này có thể được xác định trái với mục đích của công ước. Vì vậy, quốc gia đó không được phép bảo lưu. Các điều ước quốc tế song phương, vì bản chất của bảo lưu là loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực pháp lý của một hoặc một số điều khoản trong điều ước quốc tế, điều ước quốc tế song phương được ký kết giữa hai quốc gia với nhau nên bất kỳ sự bảo lưu nào của một quốc gia sẽ được xem là đề nghị để ký kết điều ước quốc tế mới. Một bảo lưu cần sự chấp thuận khi điều ước quốc tế có quy định bảo lưu chỉ hợp pháp nếu được các thành viên khác chấp nhận. Xuất phát từ số quốc gia tham gia đàm phán có hạn, từ đối tượng và mục đích của điều ước thì một bảo lưu cần phải được tất cả các bên chấp thuận. Điều ước là một văn kiện về việc thành lập một tổ chức quốc tế thì một bảo lưu đòi hỏi phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của tổ chức này, trừ khi điều ước có quy định khác. Phản đối bảo lưu có thể không tạo ra bất kỳ hệ quả pháp lý nào giữa quốc gia bảo lưu và quốc gia phản đối.
hoặc quốc gia phản đối bảo lưu không áp dụng điều khoản bảo lưu trong quan hệ giữa hai bên và không công nhận từ các thành viên của quốc gia đưa ra bảo lưu trong quan hệ với mình. Việc bảo lưu một quy định trong điều ước quốc tế có thể dẫn đến các hệ quả pháp lý khác nhau trong mối quan hệ giữa các quốc gia tùy thuộc vào việc chấp thuận hay phản đối bảo lưu của quốc gia khác. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe, theo dõi kênh YouTube Giấc mơ của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Một buổi sáng an lành. Hẹn gặp lại quý vị lần sau.